once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice. Linh đang ở cái khu gọi là Christina. Ngay cái khu này giống như là cho những cái người mà làm nghệ thuật như graffiti á, mọi người, cái nghệ thuật đường phố. Và trong này họ có bán cái chất cấm nhẹ nữa. Và cái chất cấm này đó là không được bán, không được bán ở Đan Mạch. Nhưng mà cái khu này nổi tiếng rồi, vì không biết tại sao mà người ta vẫn bán một cách công khai. Tuy nhiên là mình không được quay, nhưng Linh đã lén quay một chút. Thì cái khúc đó nó bị chập chờn và rung rất là nhiều. Tại vì Linh để cái máy như vậy nè, Linh để cái máy chỗ này chứ, rồi xong có Linh đi thôi. Cho nên nếu mọi người coi một khúc nó chập chờn thì mọi người thông cảm cho Linh nha. Freetown Christiania, hay còn được gọi đơn giản là Staden, là một cộng đồng và một cái khu phố ở thủ đô của Copenhagen, Đan Mạch. Chỗ này bắt đầu vào năm 1971 như là một căn cứ quân sự. Phố Bussel của nó nổi tiếng với hoạt động mua bán cần sa một cách công khai nha các bạn, và một loạt hoạt động bất hợp pháp ở Đan Mạch. Thì cái chỗ này được coi là điểm thu hút khách du lịch lớn thứ tư ở Copenhagen. Khoảng hơn nửa triệu du khách mỗi năm. Hôm nay thì tình cờ mình đi ngang đây. Mình cứ, gia đình tụi mình cứ đi vòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia. Và khám phá được cái chỗ này. Khi mà gần tới chỗ này thì anh xã mình mới search Google và vào đây coi. Mặc dù là người ta bán công khai cần sa, nhưng mà không phải ai tới đây cũng mua giống như gia đình mình nha, có con nhỏ nha, chỉ là để đây tham quan. Và mình rất là tò mò vì mình làm YouTube, cho nên mình muốn quay cái chỗ này để cho tất cả mọi người biết cái hoạt động họ bán cần sa như thế nào. Ở khu vực Christiania này bao gồm các doanh trại quân đội cũ và một phần thành lũy của thành phố. Thành lũy vào quận Christianhan khi đó là một thành phố riêng biệt, được thành lập vào năm 1617 bởi vua Christian thứ tư bằng cách khai hoang các bãi biển thấp và đảo nhỏ giữa các Copenhagen và Amager. Cái chỗ này á, nó nhìn nó kỳ lạ, với bản thân Linh thì nó rất là kỳ lạ. Có những cái nghệ thuật như thế này đây, mọi người nhìn đi, nó có một cái chất rất là riêng. Không phải là cái kiểu cổ điển mà mình hay đi tham quan nha cả nhà. Chỗ này rất là đặc biệt. Mọi người nếu mà tới đây chơi thì đừng bỏ lỡ cái chỗ này. Nhưng mà Linh không có khuyến khích mọi người mua chất cấm nha. Cái đó là tùy cái nhu cầu của các cá nhân thôi. Mình chỉ đi đến tham quan và chỉ để tham quan. Họ sống trong môi trường này và họ tạo ra những cái nghệ thuật như thế này đây.
mình cũng là người của nghệ thuật và mình cũng thích nghệ thuật. Nhưng mà đúng là mọi người có một sự lựa chọn riêng. Mình không thể nào mình sống ở chỗ nhỏ xíu như vậy được. Nó ngột ngạt quá. Nãy mình đi vào cái khu kia mình quay thì mọi người thấy rồi đó, là họ kêu tắt video. Mình không biết tại sao, thì bây giờ mình hỏi cái người trong cái quán ăn này á, thì họ nói là tại vì họ bán cái chất cánh á, thì họ không cho quay. Mà mình cũng thấy lạ lùng là bán chất cấm ở cái chỗ này luôn á nha cả nhà. Thì Linh nghĩ là cảnh sát rồi biết, nhưng mà họ không cho mình quay lên để làm gì thì Linh không biết. Mà tại vì mình vào đây để mình coi coi cái cuộc sống của những người ở đây nó như thế nào thôi, chứ mình cũng không phải đi vào chơi chất cấm hết chứ nha cả nhà. Nhìn thấy nó lạ lắm với cuộc sống của gia đình mình. Cái quán này là của người Tibet ở trong cái khu vực này. Có cái này giống như là người ta kêu là dumpling. Còn cái món này giống như là curry đúng không? Vì mình mới ăn mấy cái bánh rồi cho nên mình không có vào để mình ăn. Mình chỉ ngồi mình nhìn mình chờ thôi. Đấy cơ. Ngon. Ừ, ngon là được. Mời đón chị Xuân mình không? Nặng quá. Cảm ơn. Cái bánh này là momo. Thì một phần như vậy là 80 kron, là khoảng 10 euro. Thì trong này nó có thịt gà, một vài loại gia vị gì của cái người ở vùng này, cái người của bán cái món ăn này. Và hình như có curry nữa. Cái đoạn này đây cả nhà ơi, mọi người coi quay lung tung là tại vì Linh không có được trực tiếp quay. Cái khúc này là Linh hoàn toàn Linh quay lén đó cả nhà. Linh như Linh nói lúc mà giới thiệu là Linh để cái máy ở dưới cái giống như mình cầm tay mình đi vu vơ thôi thì mình mới quay được cái chỗ này. Cái khu này là bán chất cấm này nha cả nhà. Mình không có đi vào, mình không có dám đi vào luôn á, mình sợ á. Thì đây nè mọi người thấy không, để cấm cho chụp ảnh quay phim nè. Rồi bên đây mọi người đi vào cũng có du khách đi coi nè, cái ông này ông cũng bán nè, nhìn thấy sợ quá. Cho nên chắc là như vậy, cho nên người ta không có cho mình để quay trực tiếp á. Mọi người coi mọi người thấy nhức đầu á, thông cảm cho Linh nha. Cái khu này á hoạt động dưới một nền dân chủ đồng thuận giả vô chính phủ, và các cuộc họp được tổ chức để thảo luận và quyết định các hạng mục như tài chính nè, thu chi tổng thể của cộng đồng, cũng như là hoạt động kinh doanh và xây dựng nhóm liên hệ xử lý các mối quan hệ giữa các tổ chức nhằm giữ tài sản của Christiania. Linh hy vọng một ngày nào đó có một cái YouTuber nào can đảm hơn
để quay những cái thước phim đẹp hơn cho các bạn thấy chính xác về cái khu vực này. Thôi, mình chuẩn bị đi ra khỏi cái khu vực này thôi. Nó thú vị cho mình nhìn, nhưng mà mình không thích ở lại đây quá lâu. Tại vì mình có con nhỏ, và mình ngoài cái những cái tìm hiểu, tham khảo thì mình cũng không có một cái lý do gì để ở đây lâu hơn cả. Cho nên mình đi ra. Và các bạn có thấy là cái khu vực này nó lạ không? Nó bất ngờ với cái cuộc sống ngoài đời của mình không? Ở những cái khu vực như vậy họ cũng có một cái cộng đồng riêng nữa ha. Nói chung là càng đi nhiều càng thấy thế giới này nó nhỏ bé. Bây giờ Linh đi ra đây. Tạm biệt khu vực này nhé. Tạm biệt Christiania. Mình sẽ không trở lại cái khu vực này để tham quan đâu. Tại vì như vậy đối với mình là quá đủ rồi. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu các bạn đi tới Copenhagen thì hãy thử đến đây tham quan một lần nhé. Nếu các bạn thích clip của Linh, xin hãy cho Linh một like, subscribe và chia sẻ để Linh có nhiều động lực làm thêm nhiều clip mới cho các bạn xem nữa nha. Bye bye và chúc cả nhà một ngày thật là vui. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell.